Tử vi về ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch Canh Thân. Tử vi về ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch Canh Thân. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày được hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình. Và nhân dịp năm mới, Bảo Hân chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hoan hỉ nhấn theo dõi kênh, sau đó ấn tín hiệu chuông ở dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đầu tiên là tổng quan về ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 dương lịch, đó là ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Ngày này có nam âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày Canh Thân thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Nhâm Dần, tuổi Mậu Dần, tuổi Giáp Tý và tuổi Giáp Ngọ. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, cưới gả, khai trương cửa hàng. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 1 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất là tuổi Tý. Tý dương thủy gặp canh dương kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn của phong thủy Lộc Tài. Thứ hai là tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Năm nay là một năm rất gian nan vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật,
được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba là tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp canh Dương Kim là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần nên chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện được tốt đẹp, yên bình. Trong ngày, tuổi Dần có các thần Thái Cực và Mã Tinh đóng mệnh. Cả hai đều là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cản mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư là tuổi Mão. Mão âm mộc gặp canh Dương Kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này thì cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày còn có kiếp sát chiếu mệnh, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của những gia chủ tuổi Mão. Ngoài ra, gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam giác, khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm là tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thìn cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có cát tinh quốc ấn, đây là cát tinh chủ về tài lộc, cho nên những gia chủ tuổi Thìn nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt thì gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu là tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp canh Dương Kim là chính tài, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ. Nếu có cơ hội tốt thì cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngoài ra, trong ngày còn có các thần Thái Cực và Kim Dư đóng mệnh. Cả hai đều là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác, khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc cũng như cuộc sống. Thứ bảy là tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp canh Dương Kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày cũng có các tinh Phúc Tinh và Mã Tinh giáng chiếu, cho nên người tuổi Ngọ có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác, khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ 8 là tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh Dương Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình,
tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày có các thần Thiên Ất, Quý Nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Đặc biệt để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9 là tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Canh Dương Kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. May mắn trong ngày có các tinh Thiên Lộc đóng mệnh. Đây là các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn của phong thủy lộc tài để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Thứ 10 là tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Canh Dương Kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý ngày này có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa thương tật, cho nên gia chủ tuổi Dậu cần chú ý tránh những tranh cãi liên quan đến pháp luật, tuyệt đối tránh xa những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai cả. Không những vậy, các gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giáp khai vận, Tị, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11 là tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. May mắn trong ngày có các thần Kim Dư chiếu mệnh, đây là các tinh phú quý, trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Tuất. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất sử dụng vật phẩm, phong thủy, kim bài, thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12 là tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Hợi. Nếu có cơ hội tốt thì bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn rằng tuổi Hợi có hai cát tinh là Văn Xương Quý Nhân và Thái Cực chiếu mệnh. Đây đều là các tinh chủ về việc học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Tuy nhiên còn có hung tinh Kiếp Sát chiếu mệnh, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Hợi. Vậy nên trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn tài lộc. Trên đây, bà Hân đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 1 tháng 2 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy, chính tông, môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.